Chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu về phương pháp nâng lũy thừa và phương pháp biến đổi thể tích trong ghi 1. Nói về phương pháp nâng lũy thừa, chắc chắn chúng ta thấy rằng đây là một trong những phương pháp cơ bản nhất của giải phương trình có chứa căn. Mục đích của phương pháp nâng lũy thừa là chính là chúng ta nâng lũy thừa lên để phá căn. Ví dụ chúng ta có căn bậc 2, chúng ta có thể tiến hành các phương pháp bình phương. Chúng ta có căn bậc 3, chúng ta có thể là lập phương lên. Và do vậy chúng ta thấy là có một số dạng phương trình thường gặp như thường áp dụng cho các phương trình ở các dạng. Ví dụ như là căn thì viết là gọn lại cho căn A bằng B chẳng hạn. Đây chúng ta chỉ xét những dạng thường gặp thôi. Ví dụ căn A bằng B. Do vậy chỗ này người ta có thể là căn A và có thể căn bậc n của A cũng vậy. Đó. Thì cũng sẽ được. Hay là các trường hợp ví dụ như là căn A cộng căn B bằng căn C. Bằng C hoặc căn C đều được. Đấy. Ví dụ như phương pháp này thì chúng ta cũng có thể tiến hành nâng lũy thừa. Và kể cả trong trường hợp này nó là mũ 3, ta cũng có thể nâng lũy thừa. Và tuy nhiên dạng này thì ta sẽ còn gặp lại ở trong một số trường hợp khác nữa. Nhưng đây cũng là một cái phương pháp nâng lũy thừa cũng có thể áp dụng cho dạng này. Ở đây tất nhiên cũng phải nói với các em là chúng ta thông thường chỉ xét khi mà AB và thậm chí là cả C thường là các nghị thức thôi. Bởi vì nếu nó là các hàm bậc 2 thì hoặc là lớn hơn bậc 2 chúng ta lại có phải lựa chọn phương pháp khác phù hợp hơn. Cái dạng thứ ba, chúng ta cũng thấy là căn A cộng căn B bằng căn C cộng căn D. Chúng ta cũng đã thường làm với dạng này và tất nhiên ở đây cũng mở ngoặc là như vậy. Tức là A, B, C, D cũng là các nghị thức. Thì chúng ta cũng thường áp dụng. Tuy nhiên thầy xin nói thêm một chút về cái trường hợp thứ ba mà chúng ta hay gặp. Đó là căn A cộng căn B bằng căn C cộng căn D. Các em biết là nếu như khi A, B, C, D tương ứng là các nghị thức thì về nguyên lý chúng ta bình phương được. Sau khi bình phương lại rút gọn thì chúng ta sẽ ra một bên này có hai lần căn của AB, bên này là hai lần căn của CD. Ngoài ra các hệ số tự do sau khi cân đối giữa AB với CD chúng ta thấy đôi khi tạo ra những phương trình rất khó giải quyết. Rất khó giải quyết. Đấy. Ví dụ như là sau khi mà bình phương lên A cộng với B, C cộng với D bên này mà chúng ta không giải quyết hết. Nếu nó còn lại là hằng số thì không sao. Nhưng nếu còn lại là một biểu thức chữ x thì rõ ràng chúng ta thấy là căn này sẽ rất khó giải quyết. Và đôi khi người ta sẽ có cái hướng giải quyết bằng phương trình hệ quả. Do vậy đôi khi này, chúng ta còn phải đôi khi phải sử dụng cả phương trình hệ quả. Tức là chúng ta thấy rằng như thế này là hai vế không âm bình phương thoải mái. Nhưng đôi khi phải dụng phương trình hệ quả, tức là chúng ta phải chuyển C sang, chuyển B sang để tạo thành một phương trình hệ quả mà không biết chắc chắn là bình phương nhưng ta vẫn bình phương. Sau đó chúng ta kiểm tra nghiệm. Chúng ta sẽ xét thử ví dụ. Chúng ta xét ví dụ. Chúng ta xét ví dụ sau. Giải phương trình căn của x, căn bậc 2x cộng 3 cộng căn bậc 2 của 3x cộng 1 bằng 2 căn bậc 2 của x cộng căn bậc 2 của 2x cộng 2. Tên đây là phương trình 1. Rõ ràng đây là một phương trình mà theo nguyên lý chúng ta thấy rằng có dạng căn A cộng căn B bằng căn C cộng căn D, trong đó A, B, C, D là các nghị thức. Như vậy về nguyên lý các em bình phương bình thường. Nhưng sau khi bình phương xong thì chỗ này bên này của chúng ta là 4x cộng cộng 4. Thì bên này chúng ta có là 6x và cộng 2. Do vậy rút gọn ra ta vẫn còn biểu thức x. Và do vậy về nguyên lý mà vẫn còn x bình phương lên sẽ rất khó khăn. Và do vậy nếu áp dụng theo phương pháp truyền thống cứ thế bình phương tiếp
thì đó là một điều dẫn đến sự phức tạp không cần thiết. Ở đây chúng ta có thể quan sát, nếu làm phương pháp đó mắc thì chúng ta phải nghiên cứu lại ngay bản chất của phương trình 1 như thế nào. Chúng ta nhìn vào đây. Ở bên này chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta ở đây đưa 2 vào trong này sẽ là 4x. 4x. Nhưng nếu như lấy 4x mà cộng với x cộng 3 thì ta có biểu thức là 5x cộng 3. Lấy 2 cái này cộng lại thì ta cũng có 5x cộng 3. Do vậy chúng ta sẽ thấy có một nguyên lý là có thể giải quyết được. Và tôi lại thành biến đổi phương trình 1 như sau. Phương trình 1 sẽ được đưa về căn của 3x cộng 1 trừ căn bậc 2 của 2x cộng 2 bằng 4x trừ căn của x cộng 3. Rõ ràng hai vế của phương trình 1 thì là không âm, bình phương thoải mái, nhưng hai vế của phương trình 2 là chưa đảm bảo điều đó. Tất nhiên đây chúng ta phải có một cái điều kiện ban đầu của phương trình. Ở đây chúng ta thấy chỉ cần đặt điều kiện x lớn hơn bằng 0 là đủ để đảm bảo cho các biểu thức trong căn tồn tại. Bây giờ chúng ta xét 2. Chúng ta thấy là khi mà bình phương 2 lên thì chúng ta xem. Rõ ràng phương trình 2 lúc này nếu bình phương thì nó chỉ trở thành phương trình hệ quả thôi. Chúng ta thấy là bình phương hai vế của 2. Bình phương hai vế của 2 đã là phương trình hệ quả, mà khi bình phương lên thì chúng ta phải thử lại nghiệm. Khi sau khi bình phương chúng ta thấy là các hệ số này ra ngoài sẽ là 5x cộng 3, bên này cũng là 5x cộng 3, chúng ta triệt tiêu hết và chúng ta chỉ còn lại hai cái căn. Đó là 3x cộng 1 nhân 2x cộng 2 bằng căn của 4x nhân x cộng 3. Và như vậy rõ ràng các em thấy cái căn này lúc này chỉ là đóng vai trò hình thức thôi. Và phá căn ra các em giải quyết ngay phương trình đơn giản rút gọn. Chúng ta chỉ còn lại x bằng 1. Và chúng ta một động tác là thử lại. Thỏa mãn. Và kết luận x bằng 1 là nghiệm của phương trình. Chúng ta thấy là thao tác giải khá đơn giản nếu chúng ta có một cái sự phát hiện như vậy. Bởi vì bản chất của phương trình 2 chỉ là phương trình hệ quả. Rồi khi bình phương lên chúng ta thấy rằng là phương trình chúng ta phải thử lại nghiệm. Do vậy từ đây chúng ta rút ra một nhận xét. Nhận xét. Bây giờ thì đặt tên đây phương trình này thì đặt tên cho nó một cái phương trình sao để nhắc lại đỡ phải viết lại. Nhận xét như sau. Nếu phương trình sao của chúng ta mà lại có như sau. Chúng ta thấy là phương trình sao chúng ta thấy có, nếu như lấy a cộng ở đây cộng c mà lại bằng b cộng d thì nên đưa sao về dạng căn a trừ căn c bằng căn d trừ căn b, sau đó là bình phương ta gọi đây là bình phương phương trình 2 sao, bình phương 2 sao, rồi từ đây tìm ra nghiệm x của 2 sao rồi đem vào thử lại sao và từ đó đem ra kết luận. Do vậy trong trường hợp phương trình sao này chúng ta thấy có một cái nhận xét rất là quan trọng, và nếu như điều này xảy ra thì chúng ta thấy là thao tác giải của chúng ta sẽ đơn giản đi rất nhiều. Do vậy các em thấy trong quá trình giải toán hết sức linh hoạt, không đến máy móc theo phương pháp truyền thống. Dạng như thế, phương pháp là thế, nhưng đôi khi mỗi bài toán nó có những cái kỹ thuật riêng. Và đây thầy lưu ý cho các em cái dạng như thế này nếu chúng ta có sự phát hiện. Và chúng ta sẽ xét tiếp một ví dụ thứ hai. Ví dụ 1 vừa rồi các em đã thấy có một cái nét đặc biệt riêng trong cái phương trình
sau của chúng ta, tức là căn A cộng căn B bằng căn C cộng căn D. Nếu các em xét tiếp một ví dụ thứ hai để chúng ta phân tích. Ví dụ thứ hai là ta mở rộng hơn đối với ABCD. Đó là ta xét phương trình căn bậc 2 của x mũ 3 cộng 1 trên x cộng 3 cộng căn của x cộng 1 bằng căn bậc 2 của x bình x cộng 1 cộng căn của x cộng 3. Ví dụ nếu chúng ta quan sát phương trình này, các em có thể thấy là về nguyên lý thì hai vế của nó không âm với những cái điều kiện. Điều kiện của ta ở đây, chúng ta thấy là chỉ cần x lớn hơn bằng trừ 1. Do vậy nếu như mà ở phương trình này, chúng ta cứ thế đem bình phương thì đó là cả một vấn đề lớn, sẽ rất khó khăn. Vì chúng ta biết chỉ cần nhìn động tác đơn giản kia chúng ta bình phương đã không ổn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát. Nếu như ta đem chỗ này là x cộng 1, chỗ này là x bình trừ x cộng 1, thì chúng ta thấy là x mũ 3 cộng 1 thì cũng phân tích được thành x cộng 1 nhân x bình trừ x cộng 1. Như vậy về nguyên lý nếu ta đem x cộng 1 nhân với biểu thức này thì ta sẽ được xuất hiện bên kia là x mũ 3 cộng 1. Và nếu đem cái x cộng 3 này nhân bên này thì ta cũng thấy như vậy. Người ta có nhận xét là lấy cái căn đầu với căn cuối nhân với nhau và lấy hai căn này nhân với nhau thì ta thấy là nó có giá trị giống nhau. Như vậy chúng ta sẽ làm động tác là phương trình 1 chúng ta sẽ đưa về căn của x mũ 3 cộng 1 trên x cộng 3 trừ căn của x cộng 3 bằng căn của x bình trừ x cộng 1 trừ căn của x cộng 1 phải đạt là 2. Dẫu biết rằng 2 thì nếu đem bình phương thì không đảm bảo không âm, nhưng ta coi 2 là phương trình hệ quả của 1 và ta ghi bình phương hai vế của phương trình 2. Người ta xem sau khi bình phương hai vế của 2 thì chúng ta thấy là nó sẽ xuất hiện bên này sẽ là ta vẫn là x mũ 3 cộng 1 trên x cộng 3 cộng x cộng 3 cộng 2 lần căn, thì ta nói là chỗ này là trừ, chúng ta trừ đi 2 lần căn của x mũ 3 cộng 1. Bên này bình phương thì ta có x bình trừ x cộng 1 cộng x cộng 1 và chúng ta trừ 2 lần căn của cái này nhân với nhau thì chính là 2 lần căn của x mũ 3 cộng 1. Và chúng ta làm động tác biến đổi rồi quy đồng và rút gọn. Thì sau bước quá trình biến đổi, các em rút được về một phương trình rất đơn giản, đó là x bình phương trừ 2x trừ 2 bằng 0. Và từ đây các em suy ra nghiệm của nó là x sẽ bằng 1 cộng trừ căn 3. Và đến đây tất nhiên chúng ta phải thử lại. Và quá trình gắn với điều kiện chúng ta thử lại, chúng ta thấy là hai giá trị này đều thỏa mãn. Chúng ta thử lại. Thử lại x bằng 1 cộng trừ căn 3 và 1. Cái việc thử thì dành cho các em vì đây chỉ là cái bước tính giá trị thôi. Có lẽ các em nào cẩn thận một chút thì chúng ta có thể tính toán rất là được. Chứ không phải khó khăn gì việc này. Đó. Em thay vào mình thấy nó thỏa mãn. Thay vào 1, mình suy ra thỏa mãn. Và như vậy kết luận đây chính là giá trị. Sau khi mình thỏa mãn rồi thì ta kết luận nó là nghiệm của phương trình. Như vậy ở điểm này thầy muốn nhấn mạnh thêm một ý. Đó là nếu như có dạng căn A cộng căn B bằng căn C cộng căn D. Mà rõ ràng ở đây chúng ta thì nhận xét là cái phương trình của chúng ta đang xét là căn A cộng căn B bằng căn C cộng căn D. Khi mở rộng ABCD không phải hoàn toàn là các nghị thức nữa, mà nếu có là A nhân C bằng B nhân D thì phương trình sẽ đưa về là căn A trừ căn C bằng căn B, căn D
trừ căn B, rồi đem bình phương hai vế suy ra nghiệm, ta gọi đây là, đây vẫn là sao, đây vẫn là hai sao, suy ra nghiệm của hai sao, rồi thay vào phương trình sao, và từ đó chúng ta sẽ có một cái kết luận. Nếu nó thỏa mãn thì ta kết luận nó là nghiệm, không thỏa mãn thì ta kết luận nó không có nghiệm đạt yêu cầu. Do vậy chúng ta nhìn lại, trong trường hợp trong phương trình thứ nhất, cái dạng phương trình thứ nhất là dạng nâng lũy thừa, thì dạng này các em sẽ tiếp tục gặp ở những cái dạng, những cái phần sau nữa. Cho nên là trong khuôn khổ cũng nội dung nghiên cứu về nó thì thầy chỉ muốn có các em hai cái lưu ý này thôi. Còn các dạng cơ bản thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp, bởi vì đây chính là dạng mở đầu cho tất cả các dạng đằng sau mà chúng ta phải vẫn phải áp dụng phương pháp này. Sau khi đã đưa được về cái dạng cơ bản thì chúng ta vẫn phải tiến hành bình phương để giải quyết tiếp của bài toán. Do vậy, phương pháp nâng lũy thừa thì chúng ta tạm thời dừng lại ở chỗ này. Vì thầy nói là phương pháp này sẽ được lặp đi lặp lại trong tất cả các dạng sau có liên quan đến phương trình vô tỉ. Và chắc chắn khi đó các em sẽ hiểu rõ hơn. Thì chúng ta sẽ chuyển sang nghiên cứu dạng thứ hai, đó là phương trình áp dụng phương pháp biến đổi về tích. Các em tiếp tục chuyển sang phần 2. Cùng với phương pháp nâng lũy thừa, có thể nói phương pháp phân tích về dạng phương trình về dạng tích cũng là một trong những phương pháp cơ bản mà chúng ta đã được gặp rất nhiều trong các dạng liên quan đến biến đổi đại số. Ở đây thì để biến đổi về tích thì chúng ta hết sức tinh ý thôi. Chủ yếu các em dựa vào những cái sự phân tích của mình để tìm ra một cái nhân tử chung mà chúng ta có thể nhìn thấy cái phương pháp. Phương pháp cơ bản vẫn là nhóm, mà cái này các em học ở cấp 2 rất nhiều rồi. Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử, chúng ta nhóm hạng tử chung vân vân. Thì cái này trong phần phương trình vô tỉ chúng ta cũng áp dụng phương pháp này để giải quyết được một số bài toán khá đơn giản hơn. Tuy nhiên trong phần này thì muốn lưu ý các em có một cái lưu ý. Lưu ý ở đây chúng ta có một cái dạng toán mà chúng ta thấy là rất cơ bản. Nhưng nếu chúng ta đem bình phương hoặc đem giải theo các phương pháp khác đôi khi nó khó khăn. Ví dụ như dạng phương trình mà U cộng V bằng 1 cộng U nhân V. Đây là một phương trình rất cơ bản mà nếu chúng ta tinh ý chúng ta nhóm được ngay. Nhưng còn đôi khi chúng ta lại nhầm chuyển sang cái dạng đó là có tổng và có tích, chúng ta lại đặt. Thì tự nhiên chúng ta làm khó bài toán của chúng ta rất nhiều, mà nhiều trường hợp chúng ta không giải được. Đấy, cho nên trong trường hợp này thì chúng ta thấy chúng ta chỉ làm một phép nhóm đơn giản thì chúng ta đã hoàn toàn có thể phân tích dưới dạng là U trừ 1 nhân 1 trừ V bằng 0. Đây là một dạng rất cơ bản mà yêu cầu các em là chúng ta cũng không nên bỏ qua. Dạng thứ hai mà muốn nhắc các em phải lưu ý đó là cái dạng A nhân U cộng B nhân V thì lại bằng A nhân B cộng U nhân V. Thì cũng giống gần giống với dạng trên, dạng ở dưới có lẽ là sự khái quát của nó cao hơn thôi. Đấy, thì chúng ta thấy rằng chúng ta cũng hoàn toàn biến đổi được là tương đương là U trừ B nhân A trừ V bằng 0. Và như vậy chúng ta nếu chúng ta tinh ý lưu ý được hai dạng phương trình này thì trong rất nhiều trường hợp các em sẽ thấy giải quyết bài toán chúng ta đi đơn giản đi rất nhiều. Và chúng ta xét một cái ví dụ 1. Thầy rất cái đề thi Đại học Hải Phòng năm 2000 thì chúng em sẽ nhìn thấy giải cái phương trình khá cơ bản: căn x cộng căn của x cộng cộng 1 trừ căn của x bình cộng x bằng 1. Rõ ràng đây là một phương trình cơ bản mà bằng chứng là nhiều học sinh thi thì cũng áp dụng phương pháp đặt.
theo phải đạt thì chúng ta chuyển về hệ thì thấy giải nó mắc. Thế tuy nhiên các em nhìn vào đây có khác gì đâu ạ? Đúng không? Không khác gì cả nếu chúng ta chuyển cái căn này sang một bên. Do vậy chúng ta chỉ có cái điều kiện x chúng ta nhận là trị không âm. Thế rồi chúng ta đưa phương trình một chúng ta về dạng, chúng ta xác định rồi là căn của x trừ một nhân một trừ căn của mà không. Và do vậy đến đây thì chúng ta đương nhiên là tìm được ngay nghiệm để dẫn đến phương trình tích hoặc là căn x bằng một hoặc căn của x cộng một bằng một. Và rõ ràng chúng ta hai nghiệm là hoặc là x bằng một hoặc x bằng bằng không. Chúng ta chỉ nhờ một sự lưu ý hết sức cơ bản thôi thì chúng ta đã giải quyết được bài toán của chúng ta không có gì khó khăn cả. Thì chúng ta sẽ xét thử một ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai của chúng ta đây là đề dự bị khối D 5-6 x cộng 2 căn của 7 trừ x bằng 2 lần căn của x trừ 1 cộng căn bậc 2 của trừ x bình phương cộng 8x trừ 7 và cộng với 1. Đây là phương trình nằm trong đề dự bị khối D 2006. Đây chúng ta sẽ quan sát. Chắc chắn là chúng ta nhìn thấy ngay biểu thức này. Ở đây thì chúng ta thấy rõ ràng biểu thức này sẽ được xác định bằng x trừ 1 nhân 7 trừ x. Và do vậy rất nhiều học sinh đã tiến hành đặt. Có những trường hợp đặt U, V để tạo ra hệ. Đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có thể đặt một phép biến đổi là 2 ra ngoài căn đặt T bằng căn của x trừ 1 trừ căn của 7 trừ x cũng được. Nhưng phương pháp đó rất dài. Chúng ta chỉ cần tinh ý một chút thôi. Trước hết là chúng ta có cái điều kiện. Điều kiện của chúng ta là 1 nhỏ bằng 7. Thế phương trình của chúng ta sẽ được trở thành là chúng ta chuyển 1 sang thế x trừ 1. Đó. Ở đây chúng ta x trừ 1 nó chuyển sang nó sẽ có là trừ 2 lần căn của x trừ 1. Tiếp tục cộng 2 lần căn của 7 trừ x và chuyển sang là trừ căn bậc 2 của 7 trừ x nhân với x trừ 1 bằng 0. Và đây chúng ta thấy là một động tác rất đơn giản chúng ta đã có thể nhóm ra được rồi. Do vậy chúng ta tương đương với đã đặt căn của x trừ 1 ra ngoài. Rõ ràng ở trong này sẽ là căn của x trừ 1 trừ 2. Và nếu ta đặt dấu trừ ra trước thì ta thấy trừ đi căn của 7 trừ x. Trong này ta sẽ có căn của x trừ 1 trừ 2 và bằng 0. Và cuối cùng ta đưa được về phương trình dạng tích. Đó là căn của x trừ 1 trừ 2 nhân căn của x trừ 1 trừ căn của 7 trừ x bằng 0. Và do vậy ta có ngay phương trình hoặc là căn của x trừ 1 bằng 2 hoặc là căn của x trừ 1 bằng căn của 7 trừ x. Và đây thì rất đơn giản rồi. Các em giải hai cái này các em sẽ tìm được ra nghiệm. Hoặc là x bằng 4 hoặc x bằng 5 thì đây chúng ta gặp ở dạng phương pháp 1 lúc nãy rồi. Đừng nghĩ thừa. Như vậy chúng ta thấy là đối chiếu lại chúng ta thấy là gì? Thỏa mãn. Và chúng ta kết luận nghiệm. Do vậy chúng ta không cần quá cầu kỳ. Trong cái việc khi nhìn vào chúng ta có thể cảm giác giống một cái dạng. Nên chúng ta tinh ý chúng ta có một phép biến đổi về tích. Chúng ta thấy là đã có cách xử lý rất đơn giản mà không cần thiết phải áp dụng máy móc các phương pháp như đặt hai ẩn phụ vân vân. Tự nhiên chúng ta nâng cái sự quan trọng và khó của bài toán lên. Và hy vọng là cái phương pháp biến đổi về dạng tích này nó đã được là các em làm quen từ khi còn học ở cấp 2.
trong các dạng phương pháp biến đổi về thành nhân tử. Thì hy vọng rằng các em cũng lưu tâm đến phương pháp này khi gặp các dạng phương trình vô tỉ, và nhất là đặc biệt là hai cái dạng cơ bản này sẽ giúp các em giải quyết rất nhanh bài toán và đôi khi tránh được những cái rườm rà không cần thiết khi làm những phương pháp khác. Ở trong hai ví dụ vừa rồi thì các em có thể thấy là sự phát hiện về tích của nó là khá đơn giản để chúng ta có thể nhóm, nó chưa đòi hỏi một kiến thức nào khó cả. Chúng ta sẽ xét thử một ví dụ thứ ba. Giải phương trình sau: căn bậc 3 của x cộng 1 cộng căn bậc 3 của x bình bằng căn bậc 3 của x cộng căn bậc 3 của x bình cộng x. Nếu như nhìn vào phương trình 1 thì ta lại có cảm giác dưới dạng mà chúng ta hay gặp: căn bậc 3 của A cộng căn bậc 3 của B bằng căn bậc 3 của C cộng căn bậc 3 của D. Và nếu như chúng ta lại tiếp tục nâng lũy thừa thì rõ ràng đó là một giải pháp không hoàn toàn sáng suốt. Vì chúng ta thấy là bản thân các hệ số ở trong này chúng nó cũng không hoàn toàn cân đối nhau để chúng ta tiến hành cái phương pháp nâng lũy thừa. Do vậy chúng ta sẽ nghiên cứu xem phương pháp nào giải cho phù hợp với cái này. Nếu nhóm thì chúng ta thấy rằng cũng nếu nhỏ đặt ở đây, nhóm hai cái này thì ta thấy là đặt căn x ra ngoài trong căn x trừ 1. Nhóm cái này vào, ta thấy là căn x trừ 1, căn x cộng 1 ra ngoài thì trong còn 1 trừ căn x, cũng có chiều hướng đúng không ạ? Đấy, chúng ta sẽ thử xem. Ở đây trong trường hợp này là với mọi x thuộc R thì ta có biệt tập xác định của nó là R. Cái chỗ này là x nhân với căn x cộng 1, do vậy chúng ta sẽ nhóm cái căn bậc 3 của x cộng 1 ra ngoài, trong còn sẽ là 1 trừ đi, cái này sẽ là căn của x cộng căn bậc 3 của x ra ngoài, trong còn căn bậc 3 của x trừ 1 bằng 0. Và rõ ràng đây ta hoàn toàn có thể đưa được về là 1 trừ căn x căn bậc 3, xin lỗi, căn bậc 3 sẽ nhân với căn bậc 3 của x cộng 1 trừ căn bậc 3 của x bằng 0. Và từ đây chúng ta sẽ và rõ ràng giải phương trình này thì chúng ta thấy là x sẽ bằng 1. Trong trường này thầy sẽ gợi ý chúng ta theo tiếp cận, có thể tiếp cận theo hướng thứ hai. Chúng ta chỉ quan sát một chút thôi. Chúng ta thấy là rõ ràng x bằng 0 không là nghiệm, đúng không ạ? Nhận xét x bằng 0 không thỏa mãn. 1. Đã không thỏa mãn thì ta hoàn toàn có thể chia cho một giá trị khác không. Nếu chúng ta tinh ý, chúng ta có thể chia cho căn bậc 3 của x thì chúng ta có như sau: chia thì ta có căn bậc 3 của x cộng 1 trên x cộng căn bậc 3 của x bằng 1 cộng căn bậc 3 của x cộng 1. Rõ ràng các em nhìn thấy cái dạng gì đấy ạ? Chúng ta gặp dạng quen thuộc rồi: u cộng v bằng 1 cộng u nhân v. Do vậy ta chỉ việc biến đổi thêm một bước nữa, đó là căn bậc 3 của x cộng 1 trên x trừ 1 nhân 1 trừ
căn bậc 3 của x bằng 0. Mà chúng ta lại có và từ đây các em cũng tìm ra nghiệm x bằng 1. Ở đây thì thầy muốn cho các em tiếp cận theo hai cái hướng nghĩ. Một là hướng nghĩ chúng ta đi tìm những yếu tố chung để nhóm. Một yếu tố là ta hoàn toàn có thể phát hiện dưới những cái dạng mà chúng ta làm đây. Như trong phép thực hiện chúng ta khi chia chúng ta thấy là cũng khá đơn giản, cũng không có gì khó khăn cả. Và các em ra ngay được một cái dạng rất cơ bản. Đó là dạng U cộng V bằng 1 cộng U nhân V. Ở đây muốn nhắc nhở các em là trong việc giải toán thì việc chúng ta tiếp cận theo cách nghĩ nào mà các em cho rằng đơn giản nhất thì chúng ta làm. Tuy nhiên muốn tiếp cận mà đạt được hiệu quả thì chúng ta không thể quên những cái dạng phương trình rất cơ bản mà đã được lưu ý. Đây là một ví dụ để các em thấy rằng nếu chúng ta chỉ nhìn thấy tinh ý một chút, chúng ta phát hiện ra dạng cơ bản thì chúng ta giải quyết bài toán cũng khá là nhanh. Như vậy là trong thời lượng của một tiết thì cùng các em đã trao đổi hai cái phương pháp phổ biến thầy vẫn coi là phương pháp nguyên thủy trong giải phương trình đại số nói chung, trong đó giải có giải phương trình vô tỉ. Thầy muốn rằng với hai cái phương pháp cơ bản này các em phải nắm thật chắc, vì có thể coi đây là hai phương pháp nền tảng cho các phương pháp tiếp theo mà ta sẽ tiếp cận. Dù chúng ta có đặt ẩn phụ hay dù chúng ta có làm các biện pháp khác nhau đánh giá hay dùng lượng giác thì yếu tố cuối cùng của nó vẫn phải quy về các dạng phương trình cơ bản và các phương pháp cơ bản như thế này để chúng ta xét. Và hai phương pháp này là muốn gợi lại để chúng ta có được kiến thức tổng quan về phương pháp giải phương trình đại số nói chung và có tiếp cận đến phương trình vô tỉ. Và hy vọng các em sẽ vận dụng linh hoạt hai phương pháp này trong việc giải phương trình vô tỉ và trong các dạng tiếp theo mà chúng ta sẽ gặp.